bằng mọi giá. Ba người phải đi rước mẹ về đây cho tôi, nghe chưa? Đứa nào hôm nay đòi qua đây đưa bà nội về? Mày hả? Mày? Hay mày? Tại sao tao hỏi không đứa nào trả lời? Đứa nào đòi qua đây đưa chị Năm tao về làm ô xin? Hả? Mày hả Hạnh? Dạ. Dạ đâu. Đâu phải con. Vợ con áp lực con qua đây. Mày sợ vợ hả? Con đâu có sợ vợ con. Con sợ cậu chứ. Vậy tại sao mày qua đây? Dạ cậu ơi, tại vì tụi con đi vòng vòng không mát, rồi cái con tới gần gia đình của mình, con nhớ dòng họ quá, con muốn lại đây, con ôm dòng họ. Con biết cậu từ ngoài quê vô đây xa lâu rồi, không có gặp cậu. Đúng rồi, đúng rồi ông. Lâu rồi đó cậu ơi, con không có gặp cậu. Con nhớ cậu lắm. Dạ đúng rồi. Cậu ơi, dạ. Cậu cho con ôm cậu một cái nhé. Ôm đi ông bảy. Ôm cái làm quà đi ba. Thầy, thằng con, cháu này mà ôm ông cậu đi. Ôm ông cậu đi. Cậu Tám, cho con ôm cậu một cái nha cậu Tám. Mày đi đi, tao không thích mày. Dì Tư, dì Tư ơi, cho con ôm dì Tư một cái. Con nhớ dì Tư quá trời quá đất luôn à dì Tư. Mày sao? Bao là dì Sáu. Dì Tư chết rồi, vô ôm bàn thờ đi. Dạ, dạ thôi, dạ chắc dì Tư cũng không thích con lắm đâu. Thôi mọi người ơi đừng căng thẳng nữa. Thôi tha cho tụi nó đi em, để chị đi về nhà cho nó yên cho rồi nha. Đi. Không được. Chị ngồi xuống. Chị về đó để làm ô xin cho chúng nó nữa. Mọi người ơi, cho con hỏi một câu được không? Sao ông cậu bảy của mình cứ mỗi lần nói là phải múa võ dữ vậy ba? Cậu bảy mà ngày xưa là một võ sư nổi tiếng. Cậu bảy mày nó từng đả hổ nữa kìa. Võ tâm ấy ba? Không phải, quýnh lộn với ông bảy hổ ở xóm trên. Mẹ ơi. Hả? Cô Bo nói cô Bo nhớ mẹ lắm. Trời ơi tội nghiệp quá. Thôi cô nó Bo nhớ bà nội, để bà nội về, để chị đi về. Chị không đi đâu hết. Mày xạo, cô Bo nó mới 1 tuổi nó biết nhớ cái gì. Dạ đúng rồi, nó đâu có nhớ. Nhưng mà nhìn trong ánh mắt của nó có cái gì đó da diết thương nội. Dạ Con nói thêm vô đó cậu Bảy. Chứ không có. Thằng Bo nó bây giờ còn mặt tả, làm sao nó biết nhớ hả cậu. Má nó nhiều khi nó còn quên mà. Không đâu. Nhưng mà mày nín. Hạnh, lâu lâu tao mới ở quê tao vào đây thăm chị Năm tao, mà tụi bay đối xử với chị Năm tao như vậy đó hả? Hả? Ba, ba để cho con trai của ba được một lần lên tiếng. Con thưa ông Bảy, thưa ông Tám, thưa bà Sáu, con về nha ba. Hèn hạ. Ba, ba yên tâm đi. Con đi đây. Minh, hai thằng còn bất hiếu. Mẹ, mẹ chọn đi. Con nghĩ không đâu tốt bằng gia đình đâu. Mẹ ở đây với lại cậu Bảy. Gia đình mẹ là ở đây. Gia đình con bên kia, con đi đây. Chị Năm, chị ăn đi chị Năm. Chị ăn cháo đi. Tôi ăn không có vô rồi. Thôi rồi cho chị đi về đi. Tôi nói ngồi đây như mà ngồi trên đống lửa, không có yên tâm ở nhà chị Năm vậy chứ à. Lâu lâu em mới vô đây thăm chị. Chị ăn với em bữa cơm. Chị ở đây chị chơi mấy ngày. Chị ăn cháo đi chị Năm, đừng có nghĩ gì nữa. Ba, bây giờ mà mình vô nữa là ông cậu Bảy quýnh mình chết luôn đó ba. Mình thử đi về tay không đi, mẹ cũng quýnh mình chết luôn đó. Đúng không ba? Ừ.
Bây giờ sao? Con không phát hiện điều gì hay sao? Sao ba? Bà nội thì muốn về, nhưng mấy người đó thì muốn giữ bà nội lại. Dạ. Yeah. Hãy nhìn cách bà nội ăn cháo đi. Rồi sao ba? Thèm quá. Bà kỳ quá ba. Bây giờ này còn ăn uống nữa. Bà đói bụng, bà nhìn cái môi của bà nội ăn đi, nhìn rất là ngon. Bà tập trung vô đây, bây giờ làm cái gì? Thấy mọi người ăn, bà nảy ra một ý định. Ý định gì ba? Mẫn. Dạ. Chạy ra tiệm thuốc tây. Gì vậy ba? Bà cô một. Chỉ huy nghe. Báo cáo, đã đột nhập được vào kho lương thực của địch. Thực hiện đúng như kế hoạch, sau đó rút. Ok, yes madam, phải thực hiện. Mày điên mà nói gì vậy? Rút thôi được rồi, đừng bao giờ nói tiếng Anh với ba, biết chưa? Con đốt có bị lố không ba? Không, ba thích như vậy. Hãy nhìn khói đi, ngập hết căn nhà rồi. Ủa mày đốt nhà hả? Có. À, phải làm như kế hoạch chứ. Đúng rồi. Khách khách ta. Cháy! Trời đất ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Vô coi coi! Trời ơi! Dập lửa! Dập lửa! Mẫn, tới phiên con chỗ tài. Hành động! Đó tôi chỉ huy. Bác có chỉ huy, nhiệm vụ hoàn tất. Tốt. Bây giờ tụi mình chỉ ngồi đây chờ thu hoạch thôi. Đúng rồi. Ăn đi. Thiệt. Ai chơi kỳ vậy ta? Ai lại bỏ đằng cây vô rồi nó trong bếp rồi cháy thì sao? Thôi đây đi, dùng đằng kia đi. Lấy nước dội xuống, lấy nước dội. Không sao, không sao. Chị em mình vào anh chả. Hết hồn rồi chứ. Thôi ăn cháo đi. Thôi, không có chuyện gì. Thôi ăn đi chị. Cháo ngon hả chị Nam? Cứ ăn đi, gì cuộc đời cho khó. Ê dạ. Ủa cái gì vậy? Ôi, sao rồi chị Nam? Ủa ba ơi. Hồi nãy bỏ thuốc vô tô nào vậy? Là tô của bà nội. Sao vậy ba? Không để ý cái tay của bà hả? Bà kêu là thực hiện, mà chỉ vậy là ba tô kia. Mày bỏ tô bà nội, còn cô Bảy Long khỏe re, tao vô tao bắt bà nội được không? Không bẻ lỗi tay bà hả? Con đâu có biết đâu, con tưởng là bà chỉ bà nội. Cái ba cần là cô Bảy Long. Vậy giờ sao ba? Kế hoạch bây giờ bể tan tành rồi, làm sao đi ba? Hay là bây giờ anh vô đốt lại lần nữa giùm em được không? Mày bị điên hả? Tao mà vô đốt là mấy ông cậu đốt tao luôn đó. Đúng rồi. Thì chứ giờ sao? Làm sao đi ba? Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, chị chỉ có bỏ óc chỉ huy đại tài mới suy ra được, nghĩ ra được kế hoạch B. Hay quá. B bà. Ba. Vậy cuối cùng kế hoạch là gì? Ba nói rõ cho con nghe đi. Kế hoạch của ba là cái gì? Liều ăn nhiều. Cô Bảy Long. À, thằng này dở trò này. Chính xác. Đứng lên mày. Hey, đứng lên mày. Trời ơi. Chào bà Sáu. Cái gì vậy? Trời ơi, bên kia làm cái gì? Hả? Trời ơi, làm cái gì? Trời ơi, mấy đứa bỏ bà xuống. Bỏ bà xuống, làm cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì vậy? Bà Sáu. Trời đất ơi, thiệt tình á. Mấy giờ con đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Mẹ. Báo cáo mẹ, tụi con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa bà nội về nha. Bà nội đâu? Chịu hơi bà nội. Đây rồi, nè, tôi về rồi đây nè. Mẹ đâu vậy mẹ?
trời đó thì cũng phải cho tôi thư giãn chứ, tôi ra đường chứ tối ngày bắt tôi rú rú ở nhà vô oxy sao được. Không phải mẹ ơi, mẹ đi một cái mẹ thấy không, nhà cửa bề bộn nè, không có ai dọn dẹp hết trơn, có một mình con à, con còn đi làm nữa. Mấy đứa không có nào phụ với con hả? Không có một ai phụ hết trơn hết trời á. Gặp cu bo nó nhớ mẹ nó khóc hoài đây nè. Trời ơi cái nhà gì mẹ cái chợ gì trời. Cu bo mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ôi cha đau bụng quá.